Để đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, Ban An toàn giao thông tỉnh yêu cầu các ngành chức năng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, tập trung kiểm tra phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường trọng điểm, các khu du lịch nơi tập trung đông người. Theo đó, lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ toàn tỉnh đã tổ chức 195 ca tuần tra kiểm soát có 844 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia tổng phương tiện dừng kiểm tra là 1.227 trường hợp, phát hiện vi phạm 400 trường hợp, trong đó vi phạm nồng độ cồn điều khiển phương tiện là 80 trường hợp, ra quyết định xử phạt 399 trường hợp, thu qua kho bạc nhà nước trên 800 triệu đồng, ra quyết định tạm giữ 160 phương tiện, tước 81 giấy phép lái xe, đồng thời lực lượng thanh tra giao thông qua công tác kiểm tra kết cấu hạ tầng giao thông, công trình giao thông, Hành lang an toàn đường bộ đã giải tỏa 594 trường hợp lấn chiếm lòng đường, dĩa hè dành cho người đi bộ. Thực hiện chỉ thị số 01/2004 trên TTG ngày 2 tháng 1 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động vận tải khách liên tỉnh bằng ô tô, thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã tổ chức kiểm tra 15 lượt phương tiện trước khi xuất bến. Qua kiểm tra, các phương tiện đủ điều kiện xuất bến theo quy định.